Phần thứ nhất, cảm xúc của nhà thơ khi đứng trước Lăng Bác. Nào, bây giờ thì các bạn sẽ cùng với chị chúng ta viết lại 4 câu thơ của khổ 1 nhé. Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác. Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát. Các bạn lưu ý nhé, tất cả những chữ bác này hay là bác hồ này là chúng ta đều phải viết hoa. Còn chữ lăng thì không phải viết hoa nhé. Một cái điều rất là đơn giản nhưng mà cũng có những bạn bị nhầm đấy. Nên các bạn lưu ý nhé. Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát. Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam. Bão táp mưa xa đứng thẳng hàng. Rồi, chúng ta có 4 câu thơ trong khổ thơ đầu tiên như thế này. Các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích lần lượt từng câu một nhé. Trước tiên là câu thơ đầu tiên này. Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác. Đối với mỗi người dân Việt Nam, khi mà đọc câu thơ này lên thì có thể là ban đầu chúng ta cảm thấy rất là bình thường, rất là quen thuộc, rất là thân thương. Nhưng khi mà suy ngẫm lại để thấy được rằng đây là một câu thơ, một lời nói của một người công dân đối với vị lãnh tụ của đất nước đó, thì chúng ta có thấy điều gì đặc biệt không? Chúng ta thấy điều gì đặc biệt ở đây ạ? À, đó chính là cái cách xưng hô ấy các em ạ. Nhá, tác giả xưng là con. Đúng chưa? Tác giả xưng là con này. Đấy, và gọi người là bác. Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác. Em thấy không? Tại sao cái cách xưng hô này lại đặc biệt nhỉ? Bởi vì đây là cách xưng hô giữa một người công dân với ai ạ? Với lãnh tụ của một đất nước. Giữa hai con người ấy là một khoảng cách, đúng không? Một khoảng cách rất lớn. Khoảng cách có thể là khoảng cách về chức vụ này, đúng chưa? Khoảng cách về vai trò đối với đất nước này. Thế nhưng khoảng cách ấy đã bị xóa nhòa bởi cách xưng hô quá đỗi thân thiết này. Nên là bây giờ chúng mình phân tích câu đầu tiên, bắt đầu từ cái cách xưng hô này nhé. Nào, dấu sao đầu tiên, câu thơ thứ nhất, câu 1. Gạch đầu dòng đầu tiên nào, đó chính là cách xưng hô. Tác giả xưng là con, đúng không ạ? Và gọi Chủ tịch Hồ Chí Minh là bác. Chúng ta nhận xét về cách xưng hô này, đây là một cách xưng hô rất gần gũi, ấm áp, như là người thân ruột thịt trong gia đình vậy, đúng không? Đó, thân thương, gần gũi, ấm áp, thân thương. Tuy nhiên, nó cũng không kém phần thành kính. Đó, đúng chưa nào? Nhá, cách xưng hô này hãy nhớ có hai ý nghĩa này. Đó là thể hiện sự gần gũi, ấm áp, thân thương. Bởi vì nơi đây sống một người tóc bạc, người không con mà có triệu con. Nhân dân ta gọi người là bác, cả đời người là của nước non. Có ở đâu như đất nước Việt Nam này, muôn triệu người dân đều thành kính, đều gọi vị chủ tịch vĩ đại của dân tộc mình bằng một cách gọi thân thương. Đó là bác, đó là cụ Hồ, giống như là một người thân trong gia đình của mình vậy. Có lẽ chỉ có ở đất nước Việt Nam này thôi, đúng không ạ? Và cách xưng hô ấy giúp cho chúng ta cảm nhận được sự ấm áp, cảm nhận được sự gần gũi. Tuy nhiên, sự ấm áp gần gũi ấy thì không hề đi liền với cái việc là mất đi sự thành kính nhá. Vẫn rất đỗi thành kính. Hãy nhớ nha, khẳng định đồng thời cho chị hai ý nghĩa trong cách xưng hô này.
Hiểu ý chị không ạ? Nhá, và các bạn có thể liên hệ với những vần thơ chị vừa mới đọc để thấy là nhân dân ta gọi người là bác, cả đời người là của nước non, người là cha, là bác, là anh. Đó, đúng không? Mỗi người dân Việt Nam đều coi Bác Hồ như là một người thân yêu trong gia đình của mình. Và cách xưng hô ấy, cách gọi như thế là một cách gọi xóa nhòa đi khoảng cách giữa một công dân với một lãnh tụ, để rồi vẫn có thể bày tỏ được sự thành kính thiêng liêng. Đó là về cách xưng hô nhá. Nên là cách xưng hô này vang lên trong câu thơ đầu tiên đã gợi lên một cái cảm xúc rất là ấm áp rồi. Thêm nữa, hai chữ miền Nam, đúng không? Hai chữ miền Nam đi liền với từ con đã cho thấy và đã nhấn mạnh để chúng ta cảm nhận được đây là tâm trạng. Câu thơ đầu tiên mở ra tâm trạng của một người con miền Nam. Một người con miền Nam. Sau bao nhiêu năm xa cách, sau bao nhiêu năm mong mỏi. Thì cuối cùng giờ đây đã có thể đến bên người. Đó chính là cảm xúc thật sự của nhà thơ Viễn Phương đấy các bạn ạ. Trong thực tế thì ở đây, khi mà tác giả sáng tác bài thơ này là lần đầu tiên mà tác giả được đến thăm Lăng Bác. Và cũng là lần đầu tiên mà tác giả được trực tiếp đứng trước Bác Hồ. Chỉ đau lòng thay khi mà lần đầu tiên ấy lại là khi mà Bác đã đi xa. Nên là câu thơ đầu tiên, mặc dù là câu thơ đầu tiên thôi, một câu thơ thường nó có vai trò gợi dẫn, dẫn dắt mở ra dần dần về cảm xúc của tác giả. Nhưng đối với bài thơ này, ngay từ câu thơ đầu tiên là đã bộc trào niềm xúc động rồi. Bởi nhà thơ là biết bao nhiêu mong mỏi, sau bao nhiêu năm mong mỏi thì giờ đây mới có thể được đến bên người và trực tiếp nói câu con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác. Mà các em biết đấy, tình cảm giữa miền Nam và Bác Hồ, giữa nhân dân miền Nam, đồng bào miền Nam với Bác Hồ là một tình cảm thân thương lắm. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha. Thì đây, nhà thơ Viễn Phương cũng là một người con miền Nam, cũng mang trọn vẹn cái niềm mong mỏi ấy, niềm tha thiết ấy để giờ đây đến bên người. Câu thơ đầu tiên như một lời thông báo vậy, ngắn gọn thôi, nhưng mà chất chứa rất nhiều những tình cảm thiết tha. Đúng không? Tình cảm thiết tha ấy không những thể hiện qua cách xưng hô mà còn thể hiện qua từ thăm. Từ thăm ở đây, nếu như so với cả nhan đề bài thơ thì rõ ràng từ thăm là một cách mà tác giả nói giảm nói tránh, thăm Lăng Bác. Đó, đúng không? Trong nhan đề là tác giả không nói giảm nói tránh, trực tiếp là viếng Lăng Bác. Nhưng trong câu thơ đầu tiên, nhà thơ sử dụng từ thăm là biện pháp nói giảm nói tránh. Có tác dụng là gì ạ? À, có tác dụng là giảm nhẹ sự đau buồn. Để câu thơ đầu tiên vang lên nhẹ nhàng hơn một chút. Đồng thời cũng là thể hiện rằng là gì ạ? À, khẳng định rằng Bác vẫn luôn sống mãi trong trái tim của mọi người. Thế nên đây chỉ là một chuyến thăm thôi. Chỉ là một chuyến thăm thôi chứ không phải là, chứ tác giả không dùng trực tiếp là viếng. Bởi viếng là để dùng cho những người đã khuất. Đối với tác giả, đối với nhân dân Việt Nam thì mỗi lần đến Lăng Bác chỉ như là một lần thăm Bác thôi, đúng không? Đấy, thì biện pháp nói giảm nói tránh có tác dụng như vậy. Tóm lại, câu thơ đầu tiên với hai ý phân tích như thế, chúng ta thấy rằng câu thơ đầu là một lời thông báo. Như một lời thông báo ngắn gọn. Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác.
nhưng cũng đã chất chứa bao tình cảm thiết tha. Vậy, trong khoảnh khắc đầu tiên, lần đầu tiên được đến bên người, thì nhà thơ Viễn Phương của chúng ta ấn tượng bởi điều gì ạ? Chúng ta sẽ thấy qua ba câu thơ tiếp theo nhé. Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát, ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa xa đứng thẳng hàng. À, trong lần đầu tiên đến thăm Lăng Bác thì ấn tượng của nhà thơ chính là về hình ảnh hàng tre các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ có ba câu tiếp theo, bởi vì các em thấy này, cả ba câu thơ tiếp theo đều là khắc họa về hàng tre nơi Lăng Bác đấy. Nên chúng mình sẽ nhóm ba câu này lại để cùng với nhau phân tích nhé. Chúng ta có dấu sao thứ hai, ba câu tiếp. Rồi, ba câu tiếp với nội dung chính chính là hình ảnh hàng tre nơi Lăng Bác. Trước tiên nhé, chúng ta khi mà phân tích một hình ảnh mà nó có nhiều ý nghĩa. Đây các em thấy này, hình ảnh hàng tre bát ngát trong sương này, hình ảnh hàng tre xanh xanh Việt Nam, và đặc biệt là hàng tre mà bão táp mưa xa đứng thẳng hàng, là chúng ta thấy hình ảnh này đã có những cái ý nghĩa biểu tượng rồi. Là, tức nghĩa là đằng sau đó còn là những cái ý nghĩa sâu sắc nữa cơ. Thì khi đến với một cái hình ảnh có nhiều ý nghĩa như thế, để chúng ta không bị bỏ sót ý thì làm như thế nào các bạn? Chúng ta nên làm như thế nào ạ? À, chúng ta nên đi lần lượt. Lần lượt theo trình tự là từ ý nghĩa tả thực, tức nghĩa là nghĩa đen, nghĩa gốc đấy, sau đó đến với những ý nghĩa ẩn dụ hoặc hoán dụ sau nhá. Vậy nên trước tiên là chúng ta xem là ở đây hàng tre được tả thực với ý nghĩa như thế nào. Nào, hình ảnh hàng tre được miêu tả với những đặc điểm. Trước tiên là hàng tre bát ngát trong sương. Nào, hàng tre được miêu tả với những đặc điểm đầu tiên là bát ngát này, ẩn hiện ở trong sương này. Đúng chưa? Rồi hàng tre như thế nào ạ? Hàng tre xanh xanh Việt Nam này, đúng không? Hàng tre xanh xanh này. Đó. Và hàng tre bão táp mưa xa đứng thẳng hàng này. Đó, đó là những đặc điểm của hàng tre để gợi lên trong chúng ta. Qua những đặc điểm này thì chúng ta hình dung về cái khung cảnh bên ngoài Lăng Bác được bao bọc bởi hàng tre. Nếu như mà các em đã từng đến thăm Lăng Bác này, hoặc những bạn nào chưa có dịp đến thăm, em có thể tìm kiếm những hình ảnh ở trên Google. Thì ở đó các em sẽ thấy được những cái bức ảnh chụp về khung cảnh bên ngoài Lăng. Thì cái khung cảnh bên ngoài Lăng ấy, chúng ta sẽ thấy ở đó là hình ảnh của một hàng tre. Một hàng tre rất lớn nhá. Đấy, chứ không phải là chỉ một vài cây tre nhỏ nhỏ đâu, mà là cả một hàng tre, một dãy. Chị nhớ là vẫn trong cái trí nhớ của chị trong lần đến thăm Lăng Bác khi còn rất là nhỏ thôi, lớp mẫu giáo được các thầy cô tổ chức đến thăm Lăng Bác, thì lúc mà xếp hàng vào Lăng ấy là có thể là chưa thấy trực tiếp cái hàng tre đấy đâu, mà hàng tre đó là ở bên cạnh các em ạ. Đấy, sau khi mà vào Lăng viếng Bác xong rồi đi ra và có cái thời gian gọi là dạo xung quanh cái để tận hưởng cái không khí xung quanh ấy, đấy thì sẽ bắt gặp ngay đó là một hàng tre rất là lớn các em ạ. Đấy, phải nói là nhiều búi tre tạo thành cái hàng tre đó, chứ không phải là một hàng gồm một cây tre đâu. Đấy, nhá. Thế nên là đó chính là một hàng tre mà tác giả đã phải dùng từ bát ngát này, dùng từ xanh xanh này để miêu tả. Đó chính là tả thực khung cảnh bên ngoài Lăng, nhá. Tả thực khung cảnh bên ngoài Lăng.
mà bất cứ ai một lần đến thăm Lăng Bác sẽ đều ấn tượng bởi hàng tre ấy. Một hàng tre bát ngát chứng tỏ là có rất rất nhiều cây tre nhá. Tả thử khung cảnh bên ngoài lăng với ấn tượng về hàng tre xanh rì rào, hoặc một hàng tre mà có rất rất nhiều những cây tre ở đó, đúng không ạ? Về hàng tre xanh đó, đồng ý chưa? Mỗi ai, bất cứ ai khi đến thăm Lăng Bác thì sẽ đều rất là ấn tượng với hàng tre ấy đấy. Và đối với tác giả Viễn Phương thì hàng tre đó không chỉ đơn giản là tiểu cảnh bên ngoài lăng, không chỉ là về cái khung cảnh ở bên ngoài lăng đâu, mà hàng tre đó còn mang những cái ý nghĩa biểu tượng sâu xa. Bởi đối với người dân Việt Nam thì cây tre vốn dĩ là một loài cây mang biểu tượng cho khí phách này, cho tính cách này, cho đặc điểm của con người Việt Nam đấy, đúng không? Thế nên sau khi chúng ta khẳng định được cái ý nghĩa tả thực của hàng tre này thì chúng ta sẽ đến với ý thứ hai, đó là ý nghĩa biểu tượng. Nào, hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Có ý nghĩa như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với chị, các bạn cùng với chị, chúng ta đi tìm xem là cái hình ảnh được biểu tượng đằng sau câu thơ này là gì nhá. Hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Để tìm được ý nghĩa biểu tượng thì chúng ta phải phân tích đặc điểm của cái hình ảnh này đã. Đây là hàng tre có đặc điểm là nó đứng thẳng hàng trước bão táp mưa sa, đúng không ạ? À, đặc điểm của nó là đứng thẳng hàng trước bão táp mưa sa. Bão táp mưa sa vốn là những cái khó khăn, là những cái thử thách. Và trước khó khăn thử thách như thế thì hàng tre vẫn đứng thẳng hàng, nghĩa là nó vẫn hiên ngang, vẫn kiên cường. Bởi vậy, hình ảnh hàng tre mà bão táp mưa sa đứng thẳng hàng chính là ẩn dụ cho điều gì mà hiên ngang, kiên cường trước khó khăn gian khổ đây? À, chính là ẩn dụ cho con người Việt Nam đấy. Tre xanh xanh từ bao giờ? Từ ngày xưa đã có bờ tre xanh, thân gầy guộc lá mong manh, mà sao nên lũy nên thành tre ơi? Đúng không? Ở đâu tre cũng xanh tươi, cho dù đá sỏi đất vôi bạc màu. Đó. Thì vốn trong tiềm thức của con người Việt Nam chúng ta, cây tre đã là một biểu tượng cho khí phách của người Việt Nam rồi. Và trong sự miêu tả của tác giả ở bài thơ này thì ta cũng một lần nữa thấy được ý nghĩa biểu tượng đó. Nên hình ảnh hàng tre ở đây không những là tả thực khung cảnh bên ngoài lăng đâu, mà còn là ẩn dụ cho con người Việt Nam. Nếu như hàng tre có thể đứng thẳng hàng trước bão táp mưa sa, nếu như bão táp mưa sa là khó khăn gian khổ thì con người Việt Nam ta cũng giống như hàng tre hiên ngang kia vậy, kiên cường trước bão giông, đúng không ạ? Luôn hiên ngang, kiên cường trước bão giông, trước khó khăn, trước gian khổ. Đó là cái lớp nghĩa ẩn dụ thứ nhất. Bên cạnh đó này, hình ảnh hàng tre mà có thể bão táp mưa sa đứng thẳng hàng, chúng đan kết vào nhau thành hàng thành lối bao quanh Lăng Bác. Sự đan kết ấy cũng có ý nghĩa nhá. Nào, hình ảnh từng cây tre đan kết thành hàng thành lối bao quanh Lăng Bác cũng mang ý nghĩa ẩn dụ, chính là ẩn dụ cho cũng là ẩn dụ cho con người Việt Nam, nhưng ở đây là một cái nét tính cách khác, chính là sự đoàn kết
bền bỉ đúng không? Ẩn dụ cho sự đoàn kết. Bền bỉ. Thành kính, đứng canh giấc ngủ ngàn thu cho bác. Bền bỉ đoàn kết để thực hiện lý tưởng lớn lao mà bác đã chọn cho dân tộc đúng không? Ẩn dụ cho sự đoàn kết bền bỉ của con người Việt Nam. Đó, nhá. Nếu như mà các em muốn gộp hai ý này thì các em có thể gộp đó là gì ạ? Hình ảnh hàng tre đứng trước bão táp mưa sa vẫn đan kết thành hàng thành lối bao quanh lăng Bác, chính là ẩn dụ cho con người Việt Nam hiên ngang, kiên cường trước khó khăn gian khổ, luôn đoàn kết, bền bỉ để canh giấc ngủ ngàn thu cho Bác. Đấy. Thì nếu như mà các em muốn gộp hai ý này thì các em có thể diễn đạt như vậy nhé. Em vừa chỉ ra là hàng tre trước bão táp mưa sa này, mẹ vừa chỉ ra là nó đan kết thành hàng thành lối này, để rồi khi mà nêu ra ý nghĩa ẩn dụ thì vừa là ẩn dụ cho sự hiên ngang kiên cường và vừa ẩn dụ cho sự đoàn kết bền bỉ. Nhìn thông ra chưa nào nhá? Ok không ạ? Rồi đấy, rồi tiếp tục này, tiếp tục. Về hình ảnh hàng tre, chúng ta các bạn để ý sẽ thấy có hai cái từ, hai tính từ được tác giả sử dụng để miêu tả hàng tre ở đây. Nào, hãy cùng xem có hai tính từ mà tác giả đã sử dụng để miêu tả hàng tre nhé. Thứ nhất đó là hàng tre bát ngát. Và thứ hai là hàng tre xanh xanh. Những tính từ này đi liền với nhau để miêu tả về hàng tre, nhưng nó không chỉ là để gợi ra cái không gian ở bên ngoài lăng Bác là một không gian rộng lớn bao la nhé, không phải là một không gian chật hẹp đúng không các em? Bởi vì khi mà được miêu tả là một hàng tre bát ngát này, rồi là hàng tre xanh xanh này, thì đã mở ra trước mắt chúng ta là một không gian rộng lớn bao la rồi, và toàn bộ không gian ấy được bao trùm bởi màu xanh của hàng tre, bởi sắc xanh của cây tre đúng không? Đấy là cái ý nghĩa được gợi lên, bởi vì đây là những tính từ, là những từ gợi về hình ảnh đúng không? Xanh xanh là về màu sắc này, bát ngát là gợi về không gian hình ảnh đấy đó. Nhưng mà bên cạnh cái ý nghĩa như thế thì chúng ta còn thấy khi mà cả một không gian được bao trùm bởi bóng tre xanh nhá, thì đó là một không gian lạ lẫm hay là một không gian thân thuộc hả các em? Đối với con người Việt Nam chúng ta, đó là một không gian lạ lẫm hay là một không gian thân thuộc, một không gian mà bao trùm bởi bóng tre xanh rì rào trong gió như thế? À, đó là một không gian rất đỗi quen thuộc, thân thương của làng quê Việt Nam. Nên là nơi lăng Bác, nơi mà Bác yên nghỉ cũng được bao bọc bởi những bóng tre xanh như vậy, gợi cho chúng ta cảm tưởng, gọi cho chúng ta hình dung ra ở đây không chỉ là không gian ở lăng Bác mà còn là không gian của làng quê Việt Nam. Phải chăng từng bóng tre xanh ấy chính là một vòng tay ấm áp của nhân dân Việt Nam, của làng quê Việt Nam đang ôm ấp cho giấc ngủ của Bác? Đúng không? Nó giống như là một cái sự che chở rất đỗi thân thương và rất đỗi gần gũi. Nên chúng ta có gạch đầu dòng tiếp theo khi mà phân tích về ba câu thơ này nhá. Nào, thứ nhất là về ý nghĩa tả thực này, đồng ý chưa? Thứ hai là ý nghĩa ẩn dụ này, hai nét nghĩa ẩn dụ này. Và thứ ba là bây giờ chúng ta đi phân tích về những cái tính từ tính từ bát ngát rồi xanh xanh có ý nghĩa. Trước tiên là nó gợi tả một cách rất là chi tiết, sinh động về không gian rộng lớn bao la ở bên ngoài lăng Bác. Nhưng những tính từ ấy không chỉ gợi tả về không gian thực mà còn là mở ra một không gian trong tâm tưởng.
của mỗi bạn đọc chúng ta. Đó là không gian gì ạ? À, đó là không gian gần gũi, thân thương của làng quê Việt Nam. Và từ cái cảm nhận đó mà khiến cho từ nơi lăng Bác, nơi Bác yên nghỉ, rì rào bóng tre, lại giống như, giống như chốn làng quê. Dân dã, gần gũi và ấm áp. Đó, nhá. Chị nghĩ rằng là khi mà thiết kế nơi lăng Bác như vậy, với tiểu cảnh, với khung cảnh xung quanh, với rất nhiều những loài cây luôn luôn được rợp bóng mát, và trong số đó là bóng mát từ hàng tre xanh, là một ý đồ rất hay, đúng không? Bởi vì là cây tre với những ý nghĩa biểu tượng của nó thì đem đến cho không gian nơi lăng Bác vừa là một sự thành kính, vừa là một sự thiêng liêng, nhưng cũng vừa là một sự ấm áp và gần gũi. Đó. Rồi, đấy là về ý nghĩa của những tính từ nhá. Và cuối cùng, trong khổ thơ này, ba câu thơ sau này vang lên, chúng ta cùng đọc lại này. Ôi hàng, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát, ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa xa đứng thẳng hàng. Ở đây ta thấy còn có một câu đặc biệt, đó là câu ôi. Đây là một câu đặc biệt nhé, câu đặc biệt, chứ đây không phải là một thành phần biệt lập. Các bạn lưu ý nha, sang đến kỳ 2 các em sẽ học về thành phần biệt lập. Thì thành phần biệt lập là một thành phần ở trong câu, nhưng mà ở đây toàn bộ từ ôi và dấu chấm than nó đã tạo nên một câu rồi, chứ không phải là một thành phần ở trong câu nữa. Nên là khi được hỏi ôi chấm than ấy thì đó là câu đặc biệt chứ không phải thành phần biệt lập các bạn nhé. Câu đặc biệt này được tạo bởi một từ cảm thán và một dấu chấm than. Từ cảm thán đó là từ ôi và dấu chấm than, đúng không? Nào, câu đặc biệt này cũng có ý nghĩa, đúng chưa? Câu đặc biệt. Và đã gọi là câu đặc biệt thì khi trích ra các em phải trích đủ từ ôi và dấu chấm than. Chứ nếu bạn nào ghi là câu đặc biệt hai chấm mở ngoặc kép, ôi đóng ngoặc kép và không có dấu chấm than thì đó có phải là câu đặc biệt không? À không phải, đúng không? Nên là khi mà các em gọi, các em trích ra là các em phải luôn luôn để ý để không bị sai những cái lỗi cơ bản như vậy nhá. Thì đây là câu đặc biệt và loại câu là câu chia theo mục đích nói thì đây chính là câu cảm thán. Và câu cảm thán thì có tác dụng là bộc lộ cảm xúc. Vậy câu này bộc lộ cảm xúc gì ạ? Câu đặc biệt ôi đã bộc lộ trực tiếp cảm xúc gì đây ạ? Tác giả như thế nào mà phải thốt lên, đúng không? Thốt lên là ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, giống như là vừa như là một cái sự phát hiện ấy. Khi tác giả đến lăng Bác và thấy hàng tre như vậy, bất lời ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, đó như một sự phát hiện và đó cũng như là một lời xúc động của tác giả, một sự dâng trào mãnh liệt của cảm xúc. Rồi, bộc lộ trực tiếp niềm xúc động đang dâng trào mãnh liệt trong tác giả. Đó, trong cả khi đến thăm lăng Bác lần đầu tiên và rất ấn tượng với hàng tre nơi lăng Bác. Đấy chính là ý nghĩa của ba câu thơ sau trong khổ 1. Như vậy là chúng ta đã cùng với nhau phân tích xong khổ thơ đầu tiên này, cùng nhìn lại tổng kết các ý chính nhé. Thứ nhất là câu thơ đầu tiên vang lên như một lời thông báo ngắn gọn nhưng chất chứa bao tình cảm thiết tha. Bởi ở đó nhà thơ sử dụng cách xưng hô con,
bác, vừa gần gũi ấm áp, vừa thể hiện sự thành kính thiêng liêng. Đây là tâm trạng của một người con miền Nam, sau bao nhiêu năm mong mỏi, cuối cùng đã có thể đến bên bác. Nhà thơ sử dụng cách nói giảm nói tránh qua từ thăm để giảm nhẹ sự đau buồn và đồng thời khẳng định bác vẫn luôn sống mãi trong trái tim của mọi người. Và sau khoảnh khắc cất lời chào như vậy, nhà thơ bày tỏ sự ấn tượng của mình trước hàng tre nơi lăng bác. Ôi hàng đã thấy trong sương hàng tre bát ngát, ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng. Trước tiên, đây là hàng tre có thật nơi lăng bác, và khi tác giả miêu tả như vậy, đã thành công gợi lên trước mắt bạn đọc khung cảnh thực tế ở bên ngoài lăng bác với hàng tre xanh rì rào trong gió. Nhưng bên cạnh đó, cây tre, hàng tre trong sự liên tưởng của tác giả cũng đã giúp cho bạn đọc cảm nhận được những ý nghĩa ẩn dụ sâu sắc. Bởi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa sa đứng thẳng hàng chính là ẩn dụ cho con người Việt Nam kiên cường, hiên ngang trước khó khăn gian khổ, luôn đoàn kết bền bỉ cùng nhau để đưa đất nước phát triển. Đặc biệt, những tính từ bát ngát này, xanh xanh này đã gợi tả sinh động không gian thực tế bên ngoài lăng, nhưng đồng thời cũng mở ra một không gian trong tâm tưởng rất đỗi gần gũi thân thương của làng quê Việt Nam. Điều đó đem đến cảm giác như nơi bác đang yên nghỉ, đang được ôm ấp bởi những bóng tre xanh rì rào, đang được ôm ấp bởi chốn làng quê gần gũi và ấm áp. Trong những vần thơ, nhà thơ còn sử dụng câu đặc biệt ôi để bộc lộ trực tiếp niềm xúc động đang dâng trào mãnh liệt. Như vậy, trong khoảnh khắc đầu tiên, bước những bước chân đầu tiên đến thăm lăng bác, nhà thơ Viễn Phương đã dâng trào những niềm xúc động khôn nguôi rồi.